Dạ, trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Network TV 51.3. Chương trình hội thoại liên tôn lại đến với quý vị trên làn sóng qua góc nhìn tôn giáo. Hôm nay một chương trình rất là đặc biệt, lại có sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Quảng Việt, Linh Mục Trần Ngọc Hùng và Mục sư Linh. Và kính mời quý vị gửi lời chào đến quý khán thính giả của đài. Tôi Mục sư Nguyễn Vũ Ngọc Linh xin được kính lời chào đến quý khán thính giả của đài, chào cư sĩ, chào hòa thượng cũng như chào linh mục. Kính thưa quý vị, chúng tôi Linh Mục Trần Ngọc Hùng hôm nay được hân hạnh tiếp chuyện với quý vị trong ngày hôm nay. Tôi là Hòa Thượng Thích Hiền Việt, xin được trân trọng kính chào toàn thể chư vị đồng hương, khán thính giả của đài Sài Gòn Network TV, chào cư sĩ điều hành chương trình, kính chào cha, kính chào mục sư. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay rất là đặc biệt, vì trong mấy ngày qua quý vị đã theo dõi trong ba cái đặc khu Vân Đồn, Bắc Phong Dân và ở Phú Quốc mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dự định làm thành luật, rồi để từ đó mà giao lại cho cái Tàu Cộng. Trong những cái bài học kinh nghiệm của đất nước trong các cái thời gian đã qua qua những cái nơi mà giao cho Tàu Cộng biến cái khu tô giới đó thành một cái lãnh địa riêng, mà trên màn ở YouTube quay khắp các nơi gửi tới những cái trụ mốc mà chúng ta thấy rất là đau lòng. Thí dụ như ở Dũng Án, Hà Tĩnh, Formosa thì có một cái trụ mốc để rằng tô giới của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc cấm người Việt vãng lai. Rồi có những cái nơi mà tô giới để là của Trung Quốc và nghe rất là đau, đó là cấm chó và người Việt đến. Kính thưa quý vị, đất nước của chúng ta từ ngàn năm ông cha đã trải qua biết bao đời đổ xương máu từ Bắc xuống đến Chí Nam. Cả ngàn năm tổ tiên cha ta đã quật khởi chống lại cái đô hộ của Tàu, và từ đó thì người dân của chúng ta vươn lên trên cái tinh thần của Lạc Hồng, con cháu bà Trưng bà Triệu, và đồng thời đi mặc dù khắp các nơi trên các miền của thế giới nhưng mà vẫn hướng về quê hương và dân tộc. Trong cái tinh thần đó, khí thế vươn lên và đồng thời mong cho đất nước Việt Nam được toàn vẹn lãnh thổ. Với ý nghĩa cao đẹp đó thì ngày hôm nay kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo có những cái sự cảm nhận, và trong cái sự cảm nhận đó chúng ta nghĩ gì về cái thân phận của đất nước, thân của một người Việt Nam nhưng mà phận của một cái kẻ mà bị một cổ hai trọng là Cộng sản và Tàu Cộng. Trước hết kính mời Hòa Thượng Thích Quảng Việt. Cảm ơn cư sĩ điều hội chương trình. Kính thưa quý ngài và thưa toàn thể chư vị, đúng vậy, có thể nói rằng Việt Nam của chúng ta đi qua trong dòng lịch sử, chúng ta biết rằng Tàu Cộng ở Bắc Phương luôn luôn lúc nào cũng tìm cách để thôn tính cái vùng đất Việt Nam. Trong quá khứ, như chúng ta biết, học lịch sử để lại cho chúng ta rằng ngàn năm đô hộ giặc Tàu, nhưng rồi tổ tiên chúng ta cũng quá xuất sắc, đi ngàn năm đi qua nhưng mà Việt Nam vẫn là Việt Nam. Bây giờ thì lại nó qua một cái dạng thức còn hiểm nguy hơn nữa, tức là Tàu Cộng sẵn sàng, không phải sẵn sàng mà họ đã, đang và sẽ hiện diện trên đất nước Việt Nam. Những vùng đất như cư sĩ vừa liệt kê giống như chủ nhân ông đất nước của chúng ta, mà họ làm giống chủ nhân ông của đất nước mình cơ vậy. Còn Tàu Cộng đi thì đi qua gần như là được có cái sự đặc biệt cư xử, tức là nhà nước Cộng sản Việt Nam người tôn trọng người Tàu giống như là bậc thầy, bậc cha, bậc ông của họ vậy đó. Và trong những ngày qua có thể nói là một cái hy vọng được lóe lên. Cái khổ nạn đau thương là càng cao thì cũng là đồng thời chúng ta cũng lóe lên cái hy vọng, tức là qua biến cố mà Cộng sản muốn thông qua cái dự luật kinh tế, vùng kinh tế đặc biệt, và đồng thời mà mạng an ninh mạng để làm cho đất nước thì mất chủ quyền và an ninh của người dân thì càng thắt chặt hơn nữa.
Do vậy cái sự biến động đó làm cho chúng ta gần như chúng ta phải hỗ trợ, phải có mặt như thế nào để mà chúng ta nói lên cái tiếng đấy, nó yểm trợ từ hải ngoại chúng ta yểm trợ về trong nước. Dạ, cảm ơn Hòa Thượng. Kính mời Linh Mục. Kính thưa cô Ngài, kính thưa quý vị, về vấn đề mà Tàu Cộng tìm cách để mà thôn tính Việt Nam đã có từ lâu rồi. Và đồng thời hiện thời thì là Việt Nam đứng ra đến trước điều mà để cho phép Tàu Cộng làm việc đó. Đó là cái sự mà nguyên do là họ muốn bán nước hoặc là muốn người Việt làm nô lệ cho người Tàu. Bởi đứng trước điều đó thì là nhiều khi là trong nước đã có sự mà lên tiếng, thí dụ như là Đức cha Nguyễn Thái Hợp thuộc của địa phận Vinh đã đưa ra để mà cảnh tỉnh cho mọi người đứng trước cái một đưa ra cái lá thư để mà cảnh tỉnh đó là đứng trước cái hiểm họa này là vẫn sự mà mở lòng cảnh tỉnh để mà kêu gọi rằng là phải có những cái thái độ chính đáng để mà kêu gọi là đừng có nghe hoặc là đừng có theo dõi, đừng có nghe hoặc là đừng có chấp nhận những điều mà chính phủ Việt Nam muốn dâng hiến nước Việt cho Trung Hoa. Chính vì mà mặc dù ở ngoài quốc nhưng mà trong lòng vẫn đau mà thấy cái hiểm họa này xảy ra, và đồng thời là cái sự mà bán đứng một cách rất là trắng trợn của Cộng sản Việt Nam. Nên để mà hy vọng là cho mọi người sự mà đến dùng những gì mà mình có thể làm được qua tiếng nói, qua trên mạng, qua điện thoại để mà bày tỏ cho biết là họ đang làm điều sai trái và cần phải sự mà thay đổi, không phải chỉ có thay đổi một vài một vấn đề nhưng mà thay đổi cái chính quyền. Dạ, cảm ơn Linh Mục. Mời Mục Sư. Dạ, buổi tối hôm nay trước khi lên đây đó thì có một anh tên là Châu, thì anh nói là nhờ Mục Sư nói giùm tôi là một người có thể nói là thấp cổ bé miệng. Thì nói là thà mình nghèo ăn cơm khô quẹt còn hơn là bán nước hay là mất nước để làm một người nô lệ của Tàu Cộng. Thì việc mà chính phủ Việt Nam soạn ra một cái dự luật đặc khu kinh tế cho ba vùng đó, đó đồng nghĩa với hành động bán nước hay là dâng nước cho Tàu Cộng. Và chúng ta là những người Việt Nam, dù ở Việt Nam hay là ở ngoại quốc, ở khắp nơi trên thế giới này, thì câu trả lời vẫn là không. Không nên để mất nước và không nên bán nước. Dù bất cứ chế độ nào được dân có bầu ra hay là đã cướp lấy chính quyền trong những năm tháng qua và đã làm có thể nói là trở nên nhu nhược trước Bắc Phương hay là trước Tàu Cộng, và đó là việc làm mà không thể chấp nhận được. Chúng ta không thể nào đánh mất đi cái dũng khí của người Việt Nam, con cháu của bà Trưng, bà Triệu, của những vị anh hùng Quang Trung, Nguyễn Huệ, những người thà chịu chết chứ không chịu đầu hàng, những người không có bị khuất phục ở trước cái có thể nói là những cái hiểm họa hay là những cái sự đe dọa của quân thù ở bên ngoài. Và kính thưa quý vị, tôi góp lên một cái tiếng nói của một người Việt Nam, một người tin lành, một người mục sư, là không nên giao nước hay là bán nước hay là cho mượn đất hay là cho mướn đất 99 năm. Việc đó cũng đồng nghĩa là chúng ta đã bán nước hay là dâng nước cho Tàu Cộng rồi. Và con cháu chúng ta thử nghĩ, họ đem 1 triệu người qua để làm công nhân hay là làm việc, và trong 5 năm 1 triệu người đó có thể nhân lên làm thành 5 triệu nếu đẻ ra mỗi một người 5 đứa con với những người trong tất cả các giống dân tại Việt Nam và đồng hóa chúng ta. Và rồi sau khi có số đông hay là sức mạnh rồi thì coi chúng ta như những con chó hay là những cái gì đó để làm nô lệ, bắt ép chúng ta phải phục dịch hay là phải đóng thuế, rồi phải bị bắt bán nội tạng hay là phải làm nô lệ, bắt con gái đàn bà của người Việt Nam đi làm những cái có thể nói là phục vụ cho những cái giả thú của người Trung Quốc, những người giàu chẳng hạn bỏ tiền ra để mua chuộc hay là mua vui, thì đó là điều không thể nào chấp nhận được.
Dạ, cảm ơn mục sư. Kính thưa quý vị vừa nghe tâm tình cảm khái của quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo xuyên qua cái thảm nạn mà Cộng sản Việt Nam bán nước và tạo cộng cướp nước. Chương trình chúng tôi xin tạm ngừng sau phần thông tin thương mại và sẽ trở lại. Xin trân trọng kính chào.